Xin chào các đồng chí và các bạn Mời các đồng chí các bạn theo dõi chương mục truyền hình quốc phòng toàn dân Của Bộ Chủ hiệu sự tỉnh Phát Tên Sóng đã Phát Thanh truyền hình Quảng Nam Chương trình hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ Chuyên quân sự tỉnh Với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh năm 2022 Bộ Chuyên quân sự tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập hướng cán bộ năm 2023 Phần cuối chương trình là phóng sự ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 5 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu Hợp tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chủ trì tại điểm cầu của Bộ Chủ huy sự tỉnh Quảng Nam có Thượng tá Hồ Huy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chủ huy Quân sự tỉnh. Tham gia lớp học tại điểm cầu Bộ Duy quân sự tỉnh Quảng Nam có 85 đồng chí Thủ trưởng Bộ Duy quân sự tỉnh, Thủ trưởng 4 phòng, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân sự tỉnh, Thủ trưởng Sư đoàn 315, Lữ đoàn 574, Lữ đoàn 270, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 516, quân khu 5. Chỉ huy trưởng chính trị viên Ban Duy quân sự 18 huyện, thị xã thành phố, Trung đoàn trưởng chính ủy Trung đoàn 885, Bộ Duy quân sự tỉnh. Trong hai ngày, ngày 5 và ngày 6 tháng 12, hội nghị được học tập nghiên cứu các nội dung như tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị nhằm giúp cấp ủy tổ chức đảng chỉ huy các cấp và cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những quan điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, bảo đảm thiết thực hiệu quả, đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ quân đội, quân khu và lực lượng vũ trang tỉnh, tạo bầu không khí phấn khởi, hoàn thành thắng lợi mục tiêu hội nghị đề ra. Tuần qua, Ban chỉ đạo phối hoạt động giữa Bộ Giáo dục tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hoạt động năm 2022 và triển khai chương trình phối hoạt động năm 2023. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu của hội tỉnh đã đến dự. Đồng chí Huỳnh Thị Thị Dung, trưởng ban nhân vận Tỉnh ủy và Thượng tá Hồ Huy Hùng, Phó Chính ủy Bộ Giáo dục tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Năm 2022, ban chỉ đạo phối hoạt động của tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động triển khai chương trình phối hoạt động giữa bộ chủ yếu tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đạt kết quả thiết thực. Nổi bật là tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hậu viên, đoàn viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Lực lượng vũ trang tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phát huy được vai trò nòng cốt trong các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, nhất là trong tham gia xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Phối hợp triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bộ Chủ tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội triển khai tìm kiếm quy tập được 43 hài cốt liệt sĩ và nghĩa trang, nhận phụng dưỡng sau mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức xây dựng 74 nhà tình nghĩa nhà nghĩa tình đồng đội, máy ấm công đoàn, thăm tặng hàng nghìn xuất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình cách mạng, hộ nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội nghị thảo luận chỉ ra những tồn tại vướng mắc trong quá trình phối hợp đồng và đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp đồng giữa bộ trung hiệu sĩ tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Tối ngày 5 tháng 12, Bộ Chủ tịch tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2023. Thượng tá Trần Hữu Ích, Phó Chủ trưởng Kim Tham mưu trưởng Bộ Chủ yếu sự tỉnh đến dự và phát biểu khai mạc. Trong năm ngày từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022, hơn 200 đồng chí là lãnh đạo chỉ huy và trợ lý chủ chốt các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh được lĩnh hội và nghiên cứu các nội dung quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong quân đội nhân dân Việt Nam. Quy định số 24 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, hướng dẫn xây dựng văn kiện trong luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch văn kiện trong diễn tập phòng thủ dân sự và bắn nặng thực cấp huyện, công tác kỹ thuật trong huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu, công tác quản lý chăm sóc sức khỏe, phòng chống tử vong nhanh và phòng chống bệnh truyền nhiễm, luyện tập và kiểm tra bắn súng K54 bài 1 và một số nội dung quan trọng khác qua tập hướng nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy trợ lý chủ chốt các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao trình độ về công tác tham mưu tác chiến công tác đảng công tác chính trị các mặt công tác hậu cần kỹ thuật làm cơ sở để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và người chỉ huy các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2023 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới Ủy ban dân huyện Diên Xuyên vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng của sự địa phương năm 2023. Trung tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chủ yếu trưởng Bộ Chủ tịch tỉnh đã đến dự. Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương của huyện Diên Xuyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, lực lượng vũ trang huyện đã duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo nghị định 03 của chính phủ có phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho bốn xã đạt mục đích yêu cầu đề ra; làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm vững mạnh, rộng khắp, đúng thành phần, đảm bảo chất lượng; quản lý, đăng ký, sắp xếp, biên chế lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật đúng quy định; tổ chức phát động thi đua năm và các đợt thi đua cao điểm; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến kịp thời công tác chính sách hội phu quân đội được quan tâm. Năm 2022 đã quy tập được 3 hải cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng và ổn lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp và xây dựng chính quy mẫu mực ngành kỹ thuật. Hội nghị tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ quốc phòng của sự địa phương năm 2023. Dịp này, Bộ Chủ yếu Sự tỉnh, Ủy ban Nhân huyện, Ban Dân sự huyện Di Xuyên đã khen thưởng cho 9 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022. Tiếp đó, vào ngày 1 tháng 12, trung tá Nguyễn Hữu Thắng, phó chủ tịch trưởng bộ chỉ huy tỉnh, đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương của phòng hậu cần năm 2023. Trung tá Nguyễn Hữu Thắng yêu cầu đảng ủy, chỉ huy phòng hậu cần tập trung khắc phục những khâu yếu mặt yếu trong năm 2022, chủ động đảm bảo hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn của lực lượng vũ trang tỉnh chú trọng bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hậu cần các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới hậu nghị đã tiến hành khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao và trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 trước đó đảng bộ phòng hậu cần cũng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí huỳnh thanh dũng đảng viên thuộc đảng bộ phòng hậu cần, đảng bộ quân sự tỉnh Quảng Nam. Thưa các đồng chí và các bạn, thấm nhuận lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Nhiều năm qua, sư đoàn 315 quân khu 5 luôn nảy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận và đồng quần chúng, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó nhất để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng thế trận lòng dân và tình đoàn kết gắn bó quân dân ngày càng sâu đậm, tỏa sáng hình ảnh bộ đội cụ hồ trong thời bình. Ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội. Đây có lẽ là câu nói thân thương nhất dành cho cán bộ chiến sĩ của sư đoàn khi về với bà con vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là trong những lúc gian khó nhất. Làm sao có thể quên được hình ảnh những người lính 35 hành quân ngay trong đêm, vượt qua muôn vàng khó khăn, nguy hiểm để giúp người dân làm nhà tạm, di chuyển đến nơi ở mới trong vụ sạt lửa núi tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My vào năm 2017 bên cạnh đó lãnh đạo chỉ huy sư đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên và trao tặng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu kịp thời giải quyết những khó khăn trước mắt và giúp nhân dân địa phương sớm ổn định cuộc sống bà con nói chung cũng không có điều kiện chỗ ở nên nhờ anh chị anh em bộ đội giúp lại chăng đào đất rồi anh chị nhà cửa ở trên kia xuống bộ đội làm tất cả từ sáng sớm đến chiều tối Chú rất cảm ơn cả cả mỗi người dân ở đây là rất cảm ơn mấy chú bộ đội mưa gió không nghỉ. Còn đây là hình ảnh được ghi lại tại vùng ven thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong cơn ngập úng cục bộ tháng 12 năm 2018 do những cơn mưa kéo dài. Nhiều gia đình tại các khu vực trụng thấp đã chủ quan không di dời nên bị nước lũ cô lập, đe dọa tính mạng. Sau khi có yêu cầu của địa phương, Hai đội chuyên trách của sư đoàn 315 đã có mặt tại xã Tam An, huyện Vũ Ninh, đã tỏa ra các hướng tìm kiếm và đưa 8 người dân còn mắc kẹt trong các gia đình đến nơi ở an toàn. Trong đó có hai người già, một sản phụ và một em nhỏ. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 315 đối với bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và ý nghĩa của công tác dân vận, Đảng ủy chỉ huy sư đoàn 315 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung hướng mạnh về cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, các ban ngành mặt trận địa phương, vừa làm tốt công tác giúp dân, vừa tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ quân đội chung tay vì người nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương trong những năm qua ngoài việc chú trọng chỉ đạo lãnh đạo làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu sư đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác dân vận trên địa bàn và qua đây là nhiệm vụ quan trọng trong thừa bình đơn vị thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức tốt vị trí vai trò ý nghĩa của công tác dân vận của đơn vị lãnh đạo chủ huy các cấp đã giáo dục quán triệt xây dựng kế hoạch sẵn sàng lực lượng phương tiện cơ động giúp nhân dân phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả bão lụt được lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá rất là cao và hình ảnh anh bộ đội cụ hồ được tỏa sáng như một mệnh lệnh trái tim bước chân của người chiến sĩ sư đoàn 315 đã có mặt ở những địa bàn khó khăn nhất để giúp nhân dân Mỗi mét đường về với thôn bản xa xôi đều thấm đẫm vị mặn từ những giọt mồ hôi của người chiến sĩ. Tính riêng những năm gần đây, sư đoàn và bà con nhân dân đã bê tông hóa hoàn chỉnh hàng chục km đường liên thôn, liên xã, nạo vét khơi thông 29 km kênh mương thủy lợi. Tổ chức sang lấp, bê tông hóa mặt bằng làm sân bóng truyền trong khuôn viên 16 nhà văn hóa các thôn, xã phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Xây dựng 14 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các gia đình có công cách mạng, gia đình chính sách. Khó có thể kể hết những phần việc mà cán bộ chiến sĩ đã thực hiện trên giải đất miền Trung, vẫn còn nhiều gian khó tin rằng với phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ Hồ, những người lính sư đoàn 315 sẽ tiếp tục làm tốt chức năng đội quân công tác, xung kích giúp dân xóa đói giảm nghèo, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng thế trận lòng dân và tình đoàn kết gắn bó quân dân bền chặt trên địa bàn. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân tuần này. Cảm ơn các đồng chí các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.